Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác yêu lan trên cả nước nhá. Hôm nay em lên tiếp một số giò lan rừng để bán cho các bác nhá. Lên cho các bác hành số đầu tiên này. Một cái giò hoàn thảo muối tua nhá. Hoàn thảo, dùng hoàn thảo muối tua nhá. Muối tua này là hoa vàng nhá các bác nhá. Khá nhiều thân tơ luôn. Các bác nhìn thấy chưa? Nó là đẹp nhá. Trông vào cái đĩa dớn như thế này nhá. Một đĩa dớn như thế này nhá các bác nhá. Rồi, quay xung quanh cho các bác xem. Giò này thì nói chung là cũng đẹp nha. Nói chung là rất là đẹp. Nói chung là cũng đẹp này. Bác nào mua thì để giá là 160.000 nha. 160.000 cho hành số đầu tiên nha. 160.000 cho hành số đầu tiên. Hành số 2 này. Một cục Vanda lá xết nha. Vanda lá xết nha. Nguyên bản từ rừng luôn. Bác nào mua thì em để là giá là 50.000 thôi. 50.000 nhá các bác nhá. 50.000 cho hành số 2 nhá, 50.000 thôi. Hành số 3 này. Một giọt trồn nhá. Cái này là do nó cái lá này nó bị gật rồi nên em buộc dây để giữ lại thôi. Em thích dây để giữ lại nhá. Giữ cho nó cây nó thẳng thôi. Có 1 2 3 4. Có 4 thôi, có 4 thân. Nhưng mà thân to này có bông hoa. Thân to này có một cái nụ hoa thôi nhá. Bác nào mua thì để giá là 120.000 thôi. 120.000 nhá, cho hành số 3 nhá. Hành số 4 này cũng là hoàn thảo muối tua này. Một giò cũng nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy, đẹp. Giò này đẹp nhá. Bán cho các bác giá là 130.000 nhá, hoàn thảo muối tua. 130.000 cho hành số 4. Hành số 5 này là một khúc kiều vàng nguyên bản nha. Một khúc quyền vàng ở kiều vàng nguyên bản từ rừng nhá. Các bác thấy cái thân của nó chưa? Thân của nó rất là đỏ này. Kiều vàng nhá, nguyên bản từ rừng luôn nhá. Bán nhau các bác giá là 60.000 nhá. 60.000 thôi. 60.000 cho hành số 5. Hành số 6 này. Một kế hoàn thảo môi tua này, bán cho các bác giá là 50.000 thôi. 50.000 nhá. 50.000 cho hành số 6 nha. 50.000 cho hành số 6 nha. Hành số 7 này. Một giò dáng hơn tam bảo sắc nha. Trồng xung quanh cái đĩa dớn như thế này nha các bạn nha. Lá xết nha. Cái này là lá xết. Đây có thân này rất là đẹp này. Thân này bản lá to này. Cây đẹp nha các bạn nha. Tổng của cái giò này là nó được 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn, 6 ngọn, 7 ngọn, 8 ngọn, 9 ngọn. Được 9 ngọn nha. 9 ngọn. Dòng này lá xết nha. Nên bán giá hơi cao một tí nha các bác nha. 400.000 nha. 400.000 nha. 400.000 làm bao xích cho bán luôn đấy. 400.000. Một giò siêu đẹp. Được cây này. Được cây này ngon này các bác này. Đấy, cây này rất là có tương lai này. Bản lá to, bản lá mỏng này. Bà lắm mờ mờ kiểu này này. Lá to nha các bác nha. Một cây xếp đẹp nha. 400.000 nha. Bao xích luôn. Nụ hoa của nó thì nó hình như là cái giò này là có một cái này là có hoa thôi. Còn lại mấy thân này là nó chưa cho hoa đâu. Nó là hàn rừng ấy, chưa cho hoa các bác ạ. Cho hành số 7 nha. Cho hành số 7 nha các bác nha. Hành số 8 này. Một giò hoàn thảo ý ngọc nguyên bản này. Có cái dề này với dề bên này là em buộc vào nhá. Có hai dề là buộc vào nhá. Có cái cục này là nguyên bản này. Nguyên bản là của nó là nó sẽ được 4 thân hoa. Nguyên bản là được 4 thân hoa nhá. Giờ nó đang sưng mát rồi nhá. Đang sưng mát xanh xanh rồi các bác này. Đang sưng mát xanh xanh rồi nhá. Đang sưng mát xanh xanh rồi các bác ạ. Nó cả cái buộc nó là nó tổng là 8 thân hoa nhá. 8 thân hoa. Bác nào mua thì em bán giá là 200.000 thôi. Dông hoàn thảo ý ngọc này là bây giờ nó xuống hết lá rồi nhá. Đây là mầm gốc của nó này. Mầm gốc của nó là rất là khỏe luôn này. Hoàn thảo ý ngọc nhá. Hoa của nó là hoa trắng tinh này. Họng tím nhá. Năng kính trắng họng tím nhá các bác nhá. Có 8 thân hoa. Rất là dài luôn. 1 2 3. Ê, thân này thì nó bị gần này. Thân này nó bị gần này. Em buộc vào đây cho nó chắc chắn này. Còn mấy thân này là ok hết nhá. 1 2 70.
toàn 70 với 60. 70 với 60, dài 70 với 60 nhá, trông thế thôi dài dài các biết đấy. Như là cái quỷ thôi nhưng mà cái này là thân hoa của nó nhá các bác nhá, thân hoa nhá. Anh số 8 nhá, 200.000. Hoàn thảo ý ngọc nhá. 200.000 cho cái giò hoàn thảo ý ngọc. Anh số tiếp theo này. Anh số 9 này. Một giò kiều vàng này, siêu đẹp nhá. Giò này là đây các bác nhìn cái thân của nó chưa? Thân của nó rất là đẹp luôn, thân nó đỏ 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 kiểu này này. Đấy, nó đỏ đỏ kiểu này này. Cái này là kiều vàng nhá, không phải kiều tí nhá. Kiều vàng nhưng mà thân đỏ nhá. Đây, kiều vàng nhá. Bán cho các bác giá là 250.000 nhá. 250.000 cho hình số 9 nhá, 250.000 cho hình số 9 nhá. Nói chung là mấy giò này thì nó thuần lâu rồi, mấy giò kiều vàng này nó thuần lâu rồi. Hình số tiếp theo này cũng là một giò kiều vàng này. Đây đang nụ hoa này các bác này, đang nụ hoa nhá. Đang nụ hoa nhá. Em thấy nó có một bông thôi. Hai bông, nó ba bông. Em thấy nó có ba bông hoa rồi, ba nụ hoa rồi nhá. Bán nó các bác giá là 350.000. 350.000 cho hình số 10 nhá. 350.000 cho hình số 10 nha. Thân có lá của nó thì khá nhiều này, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 thân có lá nhá. Đây mấy thân khô đét này về các bác đừng có cắt này, vẫn cho hoa bình thường này. Đấy cái nụ hoa to tướng này này các bác này. 350.000 cho hình số 10. Hình số tiếp theo này. Một cây phi điệp vàng trồng trên cây đậu quả nha. Cây đậu quả này. Bắt đầu không tí thì em sẽ cắt cây đậu quả đi này. Đấy, cây này to mà các bác. Cây đậu quả này rất là to nha. Đấy, rất là to nha. Nó có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7, 8, 9, 10, 11. 11 thân thôi. 11 thân nha. Bán nó bán giá là 300.000 nha. Trồng trên cây tổ quả nha. Đấy, cây tổ quả rất là đẹp này. Tổ quả rất là đẹp này. Treo kiểu này nha các bác nha. Treo như thế này nha. Cây tổ quả quá đẹp luôn. 300.000 nha. Cho hình số 11 nha. Cho hình số 11 nha. Hình số 12 này. Cũng là một giò tổ quả dáng hơn đang màu sắc nha. Siêu đẹp nha. Tam vỏ sắc nha, lá xết nha các bạn nha, lá xết nha. Có 3 ngọn, 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn nha. 4 đầu nha, có 4 đầu nha. Bán nào mua thì em bán giá là 160.000 nha, 160.000. Trồng trên cây tổ quả nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Đây, nó đẹp mà. Nó đẹp nha các bạn nha, nó đẹp nha. 160.000 nha. Đây, số tiếp theo này. 160.000 cho số hình số 12 nhá. Hình số 13 này cũng là một chậu 3 ngọn tam bảo sắc này. Tam bảo sắc này là lá nó hơi tí tía nhá các bác nhá. Lá đỏ, cái loại này là nuôi nó có chuyện vọng vì cái loại này nhìn rất là bóng luôn. À, nhìn thôn thủ rất là đẹp này. Bán nó bắt giá là 250.000 nhá. Lá xết nên bán hơi cao nhá các bác nhá. Lá xết nên bán hơi cao tí nhá. 250.000 cho hình số 13 nhá. Hình số 13 nhé các bạn nhé. Cho hình số 13 nhé. Hình số 14 này. Bán cho các bác một cây tổ quả to nhé. Nguyên bản từ rừng luôn. Đấy, cây này siêu đẹp nha. Cây này là nói chung là tiền cước của nó cũng cao nhé. Này em bán rẻ thôi. 60.000 thôi nhá. 60.000 cho cái cây tổ quả nguyên bản này này. Đấy nó nguyên bản luôn. Các cả cục gú này này các bác này. Đấy, nguyên bản này, cây tổ quả nguyên bản nha. 60.000 thôi nha. À 60.000 thôi nha. Các bác mất 30.000 tiền cước nó là thành gần trăm đến tới nhà cho các bác thôi. Cho hình số 14 nhá. Hình số 14 cũng là hình kết thúc video của em nhá. Em quay ít thôi, quay nhiều quá các bác cũng không mua, cũng không ủng hộ cho em nên hôm nay quay ít để giới thiệu một số lan, nếu bác nào cần thì liên hệ cho em thôi nhá. Kênh Phong Lan Rừng ở kênh lan rừng của em là lan rừng bản mông hoàn hoa lan rừng tự nhiên nhá. Các bạn nhớ vào đăng ký ủng hộ em nhá. Rồi, một cây tổ quả siêu to nha.